Làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một hệ thống sales funnel, một hệ thống phễu bán hàng tự động ở trên nền tảng WordPress được? Rất nhiều các bạn đều có cái câu hỏi này cho mình. Nó thì trong video này nhé, mình chia sẻ các bạn này tổng quan về một hệ thống funnel mà chúng ta có thể xây dựng trên nền tảng WordPress được. Hiện nay trên thị trường thì chúng ta có rất nhiều các công cụ như là ClickFunnel này hay là LandingPage này đó. Nhưng một vài công cụ thì cái cổng thanh toán ấy chưa phù hợp với thị trường Việt Nam, cũng như là một vài chức năng thì cũng chưa đáp ứng được đầy đủ hết. Đó thì bây giờ trong video này nhé, mình chia sẻ các bạn này một hệ thống sales funnel mà để chúng ta để xây dựng trên nền tảng WordPress được. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình khám phá chi tiết nhé. Trước khi đến khám phá hệ thống thực tế thì mình sẽ chia sẻ các bạn này trên cái mô hình trước đó. Thì đây là một cái hệ thống funnel cơ bản đó. Đầu tiên chúng ta sẽ có một trang sales page đúng không ạ? Trên trang sales page ta sẽ đón nhận những traffic từ Facebook, YouTube, TikTok hoặc là Affiliate. Các bạn sẽ đổ vào trong cái trang sales page. Sau đó chúng ta sẽ sang đến cái trang đó là trang order. Đó, trang order hay là trang check out ấy, trang thanh toán ấy. Đấy. Thì ở đây thì khi khách hàng người ta điền những thông tin đó, hệ thống này thì cực kỳ phù hợp với bạn nào kinh doanh những sản phẩm thông tin hoặc là khóa online. Sang cái trang check out. Sau đó thì chúng ta sẽ trang trang thank you. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể tích hợp thêm hệ thống thanh toán tự động nhé, bằng cách chuyển khoản ở trên internet được. Đó, nó sẽ phù hợp với thị trường Việt Nam. Và sau đó thì học viên có thể là đến cái trang nhận sản phẩm, có thể là những khóa online, cái tài khoản các bạn có thể đăng nhập vào. Đấy, thì đây là một hệ thống funnel cơ bản. Đó, để mình chia sẻ các bạn ở trên giấy trước tiên. Đó, để các bạn hình dung được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một hệ thống demo mà bên mình xây dựng cụ thể cho các bạn để xem nhá. Thì đây này, đó. Ví dụ như là đây là một website về cho một bạn kinh doanh về cái khóa học làm phim, đó, và những cái sản phẩm số, thì chúng ta hoàn toàn để xây dựng được những hệ thống website như này. Đó. Chúng ta sẽ đổ traffic từ những cái kênh vào trong web đúng không ạ? Đó. Sau đó thì sẽ có xây dựng những landing page này. Tất cả những cái này thì chúng ta có thể là xây dựng bằng Elementor nhé, để các bạn này build được. Đấy. Xây dựng những cái trang sales page, nó bị trang sales page khóa học này, chia sẻ cụ thể chi tiết về khóa học đó, những cái quà tặng này, những cái cảm nhận của khách hàng này, học viên đúng không ạ? Và có giá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có ngay cái phần đó như là đăng ký để cho khách hàng, để cho học viên có thể là mua sắm trực tiếp ở trên website được. Đấy. Bây giờ thì khách hàng học viên điền những cái thông tin đúng không ạ? Điền những thông tin về mail, về tên, về số điện thoại và tạo mật khẩu ở đây. Đấy, tạo mật khẩu ở đây. Ví dụ đây mình sẽ tạo mật khẩu này. Đó, điền tên này, mail này. Đó, thông tin thanh toán này. Và ngoài ra chúng ta có thêm những chiến lược chúng ta có thể upsell ngay ở trên cái trang này. Đó, ví dụ như là chúng ta upsell ngay ở trên trang checkout. Đấy, đối với công cụ ở trên này chúng ta có thể sử dụng này. Đấy thì có thể kích ở phần yes để có thể là upsell thêm được, để bán thêm được. Đó, và tăng doanh thu. Ngoài ra thì chúng ta có thể tích hợp thêm hệ thống thanh toán hoàn toàn tự động ở trên này. Đấy, học viên khách hàng kích vào phần thanh toán này. Sau khi kích vào phần thanh toán này, chúng ta sẽ sang cái trang thanh toán tự động. Đó, người ta có thể là khách hàng, học viên có thể là quét cũng như thanh toán tự động hoàn toàn trên hệ thống được, và cũng như thể là nhận sản phẩm này ngay ở trên này được. Đấy. Ngoài ra thì có hệ thống thông báo về mail cũng như là hệ thống thông báo đến người admin, là chúng ta là những người quản trị. Đó, thì đấy các bạn có thể thấy là các bạn có thể trải nghiệm được sơ bộ đúng không ạ? Một cái hệ thống về sales funnel. Đó, chúng ta hoàn toàn để xây dựng trên nền tảng WordPress được. Đó. Ở đây nó để sâu ra rất nhiều sản phẩm. Ngoài ra chúng ta có thể kinh doanh thêm những sản phẩm số, những sản phẩm thông tin ở đây thì học viên khách hàng có thể là nhận ngay trên sau khi thanh toán thành công được. Phía trên là cái giao diện của người dùng, thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào trong cái quản trị, cái giao diện quản trị chúng ta đó. Thì khi có đơn hàng mới chúng ta sẽ nhận được mail này, cũng như là chúng ta sẽ có thể là vào phần đơn hàng nhé, để chúng ta có thể là kiểm soát cũng như là checking được cái hệ thống báo cáo các thứ ở trong phần này. Thì đây là vào cái giao diện trong quản trị này thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được đơn hàng đấy. Đối với hệ thống thanh toán tự động nhé, khi quét QR chuyển khoản thành công đó thì hệ thống nó sẽ tự động xử lý. Đấy, như ở đây là mình chưa thanh toán thì bây giờ thì mình có thể cho học viên vào học bằng cách nói nhà mình kích vào đây này, và mình kích nào nói nhà hoàn tất ở đây đó, thì hệ thống nó sẽ xử lý tự động. Học viên người ta có thể là nhận được mail đã đăng ký thành công, nên nó thành công và có thể là vào học được. Đấy, thì đó là bây giờ nhé, bây giờ mình sẽ quay sang cái trang của học viên. Đó. Cái hệ thống của chúng ta ấy, hệ thống funnel chúng ta xây dựng ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái plugin đó, plugin Cashflow ở đây. Đó, xây dựng hệ thống các bạn có thể là vào richquan.com gạch chéo phễu hoặc cái đường link để dưới phần mô tả ấy, đó, để bạn tham khảo cái công cụ này. Công cụ này nó sẽ giúp các bạn có thể là xây dựng nên những cái sales funnel. Đấy, sales funnel đó, traffic này, website này, check out, upsell, thank you, đó, một hệ thống luồng thanh toán hoàn toàn là tự động. Đó. Hệ thống luồng thanh toán sales funnel ở trên cái web của chúng ta. Đấy. Thì bây giờ nhé, học viên của chúng ta có thể là kích ở phần đăng nhập này
và đăng ký tài khoản rồi và vào đấy, và học viên có thể là xem được cái khóa học của học viên đấy. Ví dụ như này, học viên click vào phần khóa học và click vào phần từng cái phần bài học ở đây thì học viên có thể là học tập được đấy. Như bạn này thấy được cái hệ thống nó rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Đó, một cái lộ trình học tập đấy, đấy như ở đây này, có những cái bài học này đấy, và học viên học xong có thể là click vào phần đã hoàn thành và học những cái bài học tiếp theo. Đó, đây là một hệ thống mình làm cho các bạn này thấy được. Demo này mình gắn một vài cái bài học vào thôi đấy. Đó, một hệ thống rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ nhá, mình sẽ đến với phần đó nhá, mình sẽ sử dụng cái cash flow này để mình xây dựng cho bạn xem, tham khảo xem một vài cái funnel để chúng ta có thể là triển khai được. Đó, thì để xây dựng cái funnel nhá, thì bạn sẽ vào phần cash flow này và click vào phần funnel này. Đó, để bạn này là xây dựng lên những cái funnel của chúng ta từng ở đây. Đó, ở đây thì mình có đã xây dựng sơ bộ một cái funnel rồi, và đây các bạn nhìn thấy nó đã hiển thị lên là cái số lượng bán hàng được này. Đó, tất cả mọi cái nó sẽ báo cáo thống kê ở đây, nó sẽ có những biểu đồ này, đó, lượt bán hàng các thứ như nào. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua về cái công cụ này. Đó, mình có một cái khóa học rất là chi tiết nhé, hướng dẫn các bạn xây dựng cái sales funnel kinh doanh học online ở phần bên dưới ấy. Đó, đối với công cụ này thì các bạn sẽ phải trả phí nhé, trả phí một lần, nhưng mà trong khóa học thì mình sẽ tặng các bạn hoàn toàn là cái công cụ này. Đó, đối với cash flow này, đó, chúng ta có thể vào phần price để các bạn xem được. Đấy, trong khóa học thì bạn sẽ được tặng ngay các cái công cụ trả phí để các bạn này xây dựng được một cái sales funnel. Đó, đối với xây dựng một website sales funnel kinh doanh khoa học ấy, chúng ta cần rất nhiều các cái plugin khác nhau. Đó, và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái plugin, đó chính là cash flow này, để chúng ta xây dựng cái funnel này. Đấy, và trong khóa học bạn được tặng luôn cái bản $299 này. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi đến cái phần sơ qua nhé, để các bạn này hiểu được cái công cụ. Đó, thì để tạo cái funnel của chúng ta đúng không, gồm có những cái trang để chúng ta kích ở phần đó như là create funnel. Đó, ở đây nhé, trong cái công cụ này thì nó sẽ có những cái template, các bạn có thể tạo ra những cái sales funnel từ đầu bằng Elementor kéo thả. Đó, hoặc là các bạn có thể lựa chọn, ở đây chúng ta có những cái mẫu đã được thiết kế sẵn. Đấy, ví dụ như là mình muốn xây dựng một cái sales funnel kiểu dạng như này chẳng hạn này, thì mình sẽ kích ở phần này này, và chúng ta sẽ xem được nhiều cái trang sales page người ta đã xây dựng sẵn này. Đó, những cái trang check out các thứ xây dựng sẵn rồi. Đó, và chúng ta muốn sử dụng một cái funnel thì chúng ta sẽ kích ở phần import funnel và bạn đặt tên thôi. Ví dụ như là mình đặt tên là khóa học chẳng hạn này 3 chẳng hạn này. Đấy, và mình kích ở phần import funnel. Đó, sau khi import funnel bạn nhìn thấy này, chúng ta đã có một cái hệ thống funnel cơ bản, nó gồm có trang landing page này, trang check out này, trang thank you này. Đấy, ngoài ra chúng ta cũng có thể thêm được các cái step khác nhé. Đó, các bạn có thể thêm được cái step ví dụ như là upsell, bạn muốn upsell bán thêm thì bạn có thể là import vào. Ví dụ mình sẽ thêm là upsell vào đây này. Đấy, và chúng ta có thể là thêm những cái trang upsell này, chúng ta có thể kéo thứ tự của nó đúng không ạ? Đấy, từng cái bước ở đây. Và bây giờ để chúng ta đến phần đúng nhất, chúng ta sẽ chỉnh sửa đến cái phần những cái trang này. Đó, bây giờ nhá, cái trang mẫu của ta, các bạn có thể nhìn thấy này, cái trang mẫu của ta thì nó đã được một phát nó đã được thành một cái trang sales page như này rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hoàn toàn là kích ở phần edit step này để chúng ta có thể là chỉnh sửa được cái trang này. Đó, và chúng ta sử dụng cái công cụ đó là công cụ Elementor nhé. Đó, để chúng ta có thể là xây dựng được những cái funnel này. Đó, đây là một trong những công cụ cực kỳ mạnh mẽ để các bạn xây dựng được những cái trang web này, trang bán hàng này. Đó, và những công cụ update mới nhất. Đó, thì với cái chi phí nó cũng hợp lý thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả. Đấy, và ở đây bây giờ thì chúng ta có thể là thiết kế chỉ với thao tác kéo và thả thôi. Đó, chúng ta có thể là thay đổi được những cái phần ở đây này đúng không ạ? Giúp bạn đúng không ạ? Đó, ví dụ mình sẽ để một cái là hệ thống phễu bán hàng, thống phễu bán hàng. Đó, các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta có thể thay đổi được hết. Và ở đây cái phần này ấy, mình cái phông chữ nó chưa phù hợp lắm thì mình có thể thay đổi cái kiểu chữ sang cái định dạng mà nó đẹp hơn đúng không ạ? Đó, thay đổi được hết tất cả mọi phần ở đây. Đó, cũng như là chúng ta có thể là đánh nó đậm lên ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Chúng ta có thể thay đổi được tất cả các cái phần ở đây này, những cái hệ thống nút này đúng không ạ? Đó, chúng ta có thể kích vào về, ví dụ đăng ký ngay chẳng hạn, đăng ký ngay. Đó, các bạn có thể thấy được màu sắc này. Đó, chúng ta có thể là thay đổi được những cái màu sắc mà theo cái ý muốn của chúng ta, những cái con số, những cái màu sắc, những cái hình này.
đúng không? Ví dụ như ở đây mình sẽ thay đổi cái này chẳng hạn này, đó, tôi hoặc là Richard Quang chẳng hạn, các bạn có thể thấy Richard, đó, Richard Quang đấy bạn. Các bạn cũng có thể là copy nhá, sao chép này, và bạn copy được cái kiểu chữ ở bên này sang này, đó, paste style đấy, để bạn ấy thấy được. Đó, chỉnh sửa mọi cái, các cái phần nó rất là đơn giản. Đó, đấy, từng cái bước một. Để chúng ta, ví dụ như bạn là chuyên gia, bạn muốn xây dựng một cái hệ thống funnel này, thì chúng ta hoàn toàn để xây dựng được, và chúng ta có thể chỉnh sửa lại hết những cái phần này, cảm nhận khách hàng này, những cái phần đăng ký này, đó, tất cả những cái phần ở đây. Đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ kích vào phần cập nhật để chúng ta có thể là lưu lại. Đấy, lưu lại, và bây giờ chúng ta có thể xem được cái trang mà chúng ta đã chỉnh sửa xong, đó, mới hệ thống Facebook bán hàng, đúng không? Đấy, để bạn này làm lên ra những cái hệ thống mà nó đẹp mắt cũng như nó chuyên nghiệp. Đấy, ở đây từng cái bước. Đấy, tiếp theo ở kích ở phần này này thì nó sẽ sang tiếp đến cái trang, nó là trang check out, trang thanh toán. Hiện nay thì trang thanh toán thì mình chưa gắn sản phẩm vào đây, thì nó sẽ đấy được. Trang thanh toán chúng ta cũng có thể kích ở phần đấy, sửa với Elementor này, thì chúng ta có thể sửa và chúng ta để tạo tất cả các trang đó, theo từng cái quy trình một đó. Để sử dụng công cụ này thì các bạn cũng mất một ít thời gian thôi để các bạn để làm chủ được cái công cụ nó, và sau này nó có thể xây dựng ra được rất nhiều các cái funnel, rất nhiều các cái phễu khác nhau. Đấy, ví dụ sửa đây này, đúng không? Đó, ví dụ đây check out thì mình có thể sửa lại là thanh toán, đúng không? Đấy, đó, ví dụ đơn đặt hàng, đơn đăng ký của bạn đã được ghi nhận. Đó, và cái phông chữ này nó chưa đẹp lắm, nó chưa phù hợp với phông chữ tiếng Việt lắm, thì mình sẽ chuyển nó thành cái phông chữ tiếng Việt. Đó, và mình cho nó đậm hơn. Đấy, các bạn thấy đấy. Đó, nó rất đơn giản đấy thôi, và chúng ta có thể chỉnh sửa được từng cái phần cụ thể chi tiết ở trong này. Đó, thì đó là cơ bản cũng như là sơ bộ để mình có thể chia sẻ với các bạn này cái công cụ xây dựng ra cái Funnel. Đó, tất nhiên nó sẽ gồm có rất rất nhiều các cái bước tiếp theo. Đó, nếu các bạn nào đang mong muốn xây dựng một hệ thống Funnel, đó, hệ thống web kinh doanh khoa học online này, hoặc là tất cả các cái sản phẩm đấy, đó, thì bạn có thể tham khảo cái khoa học mình để dưới phần mô tả này, mình có chia sẻ rất là chi tiết từng cái bước, từng cái step một, đó, để bạn có thể nhanh chóng làm chủ được công cụ này trong vòng chưa đến 3 ngày. Ngoài ra thì trong khoa học cũng được tặng những cái plugin cũng như là những cái phần mềm trả phí ấy, đó, để các bạn có thể là xây dựng được những cái hệ thống funnel như này. Đó, thì nếu bạn là quan tâm thì bạn có thể tham khảo cái khoa học mình để dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái báo tiếp theo. Chúc bạn thành công.